hello. Mr. Mận. Hello, hello. Mr. Mận. Rồi, chào mọi người. Ở sau là Mr. Thành và mà Mr. Mía. And Mr. Alex. Nó Mr. Mía không có đây, Mr. Thiện cũng không có đây. Bữa nay là đi gặp anh Trương để cho anh Trương cảm ơn anh Mẫn ví dụ chiếc xe rồi hỏi thăm anh Trương. Thật ra không có gặp anh Trương chứ hàng vẫn gọi điện thoại nghe, gọi điện thoại canh chừng hoài nhắc nhở hỏi vụ trả tiền phòng xong chưa, nói trả rồi, thằng nói gì có dư chưa, ổng nói cũng có dư. Nói là đừng có thảy hết nữa nghe. Đang nói đừng có thảy hết nữa nghe. Không có thảy. Nên hẹn chờ anh Mẫn đi làm về. Rồi cái mới hẹn qua cho gặp để cảm ơn. Rồi cái anh Thành thì bữa nay đi làm chung với anh Mẫn. Hơi đuối. Đi rằng á, để bây giờ để thông dịch nói tiếng Việt mà phải có thông dịch nha. Ông nói là hằng hỏi ok phải không, ông nói ok, ti gần hơi đuối, nhưng mà ông nói rõ mình đâu ly gần lúi. Là coi như ti gần hơi đuối là ti gần hơi mệt đó, nhưng mà có việc làm là ok rồi, tới ngủ ngon đúng không? Cũng hên á, là đi chung đi bốc hàng á, anh đúng Phú rồi. Anh dẫn đi, anh Phú không biết tiếng Tàu nữa. Đỡ là quá. Anh Phú vừa nói tiếng Tàu mà vừa nói tiếng Việt với ổng luôn. Đỡ quá, chứ bữa tiếng Việt không ổng cũng hiểu nữa. Thì đó, tiếng Việt không là mấy ông đã khóc rồi. Dạ, coi như là hên là có ông kia biết tiếng Tàu. Ở trong đó là đa số người nào cũng biết tiếng Tàu, tiếng Việt. Như vậy là nói mấy người Tàu Việt đó. Thành ra nói tiếng Tàu với anh không phải không? Mũ lưới mũ xỉn rồi đó phải không? Phải không? thì nói mũ lưới mũ xỉn đó mà. Mũ lưới mũ xỉn là cái gì? Mũ lưới mũ xỉn. Ủa nói tiếng Tàu anh cũng không hiểu nè hả? Ông nội ơi là hiểu không? Mũ lưới mũ xỉn. Thấy chưa? Coi như là ý tôi nói là toàn là mấy người nói tiếng Tàu cái gì cũng mụ đó. Anything mụ. Là mụ là không đó, không tiền, không có gì hết á. Không tiền, không nhà nè. Mụ ngút, mũ lưới mũ xỉn á. Mụ mới về mụ rồi ấy. Hả? Mất dạy tôi mụ á, là coi như là ý hằng nói với ổng là mấy người nói tiếng Tàu là nói cùng ngôn ngữ với ổng, mụ cái gì cũng mụ đó, là coi như gần với ổng rồi mà ổng còn không hiểu hằng nói gì nữa. Rồi ổng quay qua ổng hỏi A Lịch mụ lưới mụ xỉn là gì, hỏi A Lịch đây mụ lưới mụ xỉn là gì A Lịch mụ không biết hả? Không biết tiếng Quảng. Biết tiếng Quảng. Tiếng Quảng mụ lưới là không có tiền đó. Mụ xỉn á cũng không có tiền á. Là bằng tay trắng á. Đó. Cho nên gia hàng nói là Lịch phải tối ngủ sớm mà bắt đầu đi làm để có xỉn á, dậu xỉn dậu lưới. Anh Lịch làm gì làm cái đào bới là anh Lịch là khỏi nói. Đào bới sạch sẽ luôn. Như là đó anh Lịch đi làm cho cái nhà gì đó nhớ không, anh chở đi đó. Mấy người tìm ống tóc à, gặp chúng anh Lịch còn cái nó khóc luôn á. Đâu có tóc đâu hả? Nó tự hết không mà. Ra lú lú là cho nó cái bào. Rồi bắt đầu nó bào. Cho nó ghen một cái bào. Ra dài dài là nó bào sạch bách không còn sợi. Trời ơi, mấy em nội. Mấy tìm ống tóc à, gặp chúng anh Lịch à, bye bye. Đâu có tóc tai gì đâu hả? Còn ông nội Thiện thì phải hất tóc. Chủ yếu cậu dâu thôi. Còn ông nội Mía cũng phải hất tóc. Tóc ông Mía mấy ngày cũng dài rồi. Ông Mía bữa nay giỏi. Mà ban đêm như ông Mía không có ngủ được đó. Sao vậy? Ông biết à. Ban ngày thấy ông cứ buồn ngủ. Tại ban đêm không có ngủ. Thì cái bệnh đó là ban đêm mà cần phải uống thuốc an thần. Uống thuốc bảo, uống tiểu uống. Hổng ngày cũng hép làm việc lặt quặt á.
hồi sáng này tao nhà cũng đỡ coi như biết chịu nghe lời á. Nhớ bữa birthday mình nói chút không? Nói là chút đặng cho nhớ có đông mấy anh em đó phải làm cái gì á. Ngồi không uống bia hoài riết nó vừa cái gì đó. Tinh thần không ổn định. À, thấy mấy bữa nay ok đó. Giờ một ngày tắm mấy ngày? Mấy lần? Bây giờ tắm hẳn để ý mình như hồi nãy có đi vô tắm rồi. Mà không có thay đồ. Mới giặt đồ hôm qua nghe tắm mà cũng mặc lại đồ cũ. Thành ra không có dám nói một cái là có chuyện nữa. Nói cái có chuyện nữa. Thì thôi có tắm thì kệ đi, cái nhắc khéo khéo một chút. Ngày mai nhắc khéo khéo. Tại vì mai ông đi làm với lạch dơ rồi, thì về ông bắt tắm rồi bộ đồ dơ bắt buộc phải thay bộ đồ khác. Họ cho thằng coi cái tin nhắn này vui. Của ai? Của nhỏ bạn quen cũng coi thằng là không có miss cái nào luôn á. Nó nhắn cái tin phải cười lắm. Hồi đó hồi kiếm là đưa cho hàng coi vui. Mùa lúa mùa xỉn nha. Gửi lời tâm hằng. Ở đâu? Ở Việt Nam. Ra nhiều người coi hàng không có miết cái không cái có video nào. Fan nó nói rồi, còn fan là cứng của hàng fan luôn. Cứng luôn á. Dạ. Nhiều người coi không sót nào chứ. Giống hôm qua đi Costco, cái chị ốc lên, chị làm nail á. Chuẩn đẹp gái lắm. Mà hả, trời ơi, chỉ gặp mà chỉ ôm hàng mà chỉ ôm chỉ thảy lên. Ôm giữa chợ vậy đó, rồi ôm bưng thảy lên mấy lần luôn vậy. Rồi hung tùm lum hết trơn á, hung khổ hung tay. Còn có bà này mới quen bên New York nữa, cũng là fan của hàng luôn. Toàn là mấy người fan cái hàng lên là cứ kết bạn không. Vậy nhưng lại giờ người ta nhắn tin cho mình, người ta nói vậy nhưng lại giờ mình không kết bạn thì kỳ. Đúng rồi, nhưng mà mấy chị dễ thương quá, không biết thiệt á, hàng cảm ơn mấy chị dữ lắm, sao mấy chị thương hàng dữ vậy. Ở bên New York. Rồi cái chị hôm qua có là ta lại đứng dòm ngớ ngẩn phải không? Bà ôm hằng, bà hung nghe ôm, bà thảy lên đầu này, bà thảy lên đầu kia ở Costco nhớ không? Chứ dễ thương gì đâu, hung cổ hằng, hung tay hằng, hung tùm lum hết trơn. Trời ơi, cảm động thiệt luôn á, quá xá là lúc đó quay không được à? Không quay, tại vì đi nhiều cái mình đâu có lúc nào cũng quay đâu. Chứ có quay mình chỉ ôm chị hằng mà chỉ hung vậy là người ta sẽ nói là chỉ với hằng là đồng tính. Hung tùm lum tà la hết trơn luôn, thương gì đâu á, thương thiệt luôn á chứ. Chị nói bữa nào chị gói bánh rồi chị đem xuống cho hàng ăn rồi đi rủ mấy anh em đi ăn. Chị Úc Linh đẹp gái lắm, cao đẹp lắm, mình đeo. Dễ thương thiệt chứ. Đôi khi đó là một cũng một cái động lực làm cho mình mặc dù mệt nhưng mà mình cũng cố gắng. Vậy giờ đi làm về cái buồn ấy. Có mấy người nhắn tin cái trả lời qua đó là lại cũng đỡ buồn. Đỡ buồn ha. Xong cái ngủ luôn. Cái cuối tuần thì đi chơi, cà phê cà báo, ăn uống hay nè. Vậy thôi, muốn gì nữa. Đúng rồi, có cuộc sống ổn đi làm rồi. Cuối tuần thì giải lao giải trí chút đỉnh. Thôi đúng rồi. Tới. Mình cũng vậy thôi, giờ mình nói chung giờ có quen ok, quen tìm hiểu quen nếu chơi, mà, vậy thôi, vui thôi. Nếu mình vừa ý đúng ý thì tiến tới. Không cứ quen quá làm lại nói chuyện cho vui chứ qua ngày vui, vậy thôi. Rồi. Không có coi, không có quan trọng. Đó thì nói chung mấy anh em bây giờ đi làm thì ngày nghỉ thì chỉ có vậy thôi, nhiêu thôi. Giờ đi làm thứ hai cuối tuần xong rồi gặp nhau đi uống cà phê, nó dốc chút gì về. Có cuộc sống như vậy là ổn rồi. Có đi làm, có tiền muốn còn ở, có để mình sống. Ổn rồi đó, rồi có chút đỉnh lo cho con. Ai có con thì chút đỉnh lo cho con. Đồng ra đồng vô là ok rồi. Đồng thiếu nước tốt là ok rồi. Dạ. Thấy ổng đậu đài đây. Chắc ổng đậu bên kia kìa. Anh Trương đâu? Đằng trước cửa. Ờ, quay xe sumo hả? Qua bên đây đi. Cái chỗ gần gần cái gốc cây đậu xe bên chỗ Việt Nam Thao nè. Nhớ bữa hổm không? Chỗ đâu? Chỗ đậu chỗ xe cũ hả? Ừ.
Rồi okay. Tôi bước ra. À lại mở không được thì mở cho. Em chưa không thấy. Ông Thành lại đây hỏi coi là mà đốt mà nó ngủ lả không? Kìa. Đốt nữa kìa. Ai? Đốt nữa. Đốt thuốc lá rồi đó. Thấy không? Tới ngày là thuốc lá gặp tới là thuốc lá hút giết lần cho chết đi. Trời đất ơi là xong. Đó thế. Mới đứng hồi nãy mình rước chạy đây đây chưa được 10 phút nữa là thêm điếu thuốc nữa hút kêu nó chết á. Còn dám nó hút để chết. À là đừng có hút thuốc lá nữa. Đừng có hút thuốc lá nữa. Ê sao mà thích mặc cái áo gì kỳ cục ha. Nó bạc hết rồi. Cái áo á nó bạc đen thùi nè. Ở phía sau này giặt cái nó chỏ màu trơn rồi nè anh Mẫn. Mà nó cứ thích cái nào là nó mặc gách cái đó luôn cũng nè. Chỗ bạc hết cái áo này mỗi lần là màu xanh. Bây giờ chỗ cái áo bạc hết trơn rồi thích mặc cho chết cái áo. Thỉnh áo này hình như là hiểu gì áo áo này hình như tôi mua cho vô ổng đi xì lâu lắm rồi nè sáng trâu có giấc nữa nè áo này người chơi lên ngô bằng này không dạ đúng rồi mua mi xì á lâu lắm rồi chết màu vàng wow gió mát quá vậy kìa ông Trương đó xe đỏ của Mẫn đó đúng không đó. Ông nhìn biết không Mẫn đó kìa ông thằng chạy ông chạy qua kêu ông chạy qua đây nè à, thì đó ông chạy đây đó ông chạy vòng qua đó ông thấy gì đó mua nước sơn thổi cái cũng được rồi bỏ vô người ta sơn thôi đâu nói rẻ mà 300-500 trở lại yeah. Nào Dương chút kia bỏ vô cái kêu anh Minh sơn giùm ừ à, anh Trương à. À, anh Mẫn anh Mẫn đó ủa mới gặp hả ừ mới gặp ờ mới gặp cái xe đó là của anh Mẫn rồi biết anh nó ai không anh rồi à, là biết không ờ à, Alex biết tại có coi Alex rồi bây giờ mấy ngày nay thì sao rồi ok không vẫn làm bình thường vẫn làm bình thường rồi hả rồi trả tiền phòng rồi ok phải không dạ. Hằng nói là để Hằng chạy đi theo ổng một bữa coi ổng giao đồ ăn nha tại bữa chạy theo việc rồi chạy theo việc rồi vui lắm mà nói đưa bữa nào chạy theo ông Trương bữa nữa để review cho quý vị xem coi mấy ổng làm đo đát như thế nào đó. Thật ra cái đo đát á mà có được mấy cái chỗ nhà hàng đông á làm còn kiếm tiền nhiều hơn làm cái gì nữa. Rồi đi vô. Thấy anh nghĩ anh Trương làm đo đát lanh lẹ hơn vậy. Ừ anh Trương làm lanh hơn. Lâu rồi, 5 năm rồi. Với lại nè, ông Trương ổng làm có khiên từng có cả ngàn nữa đó anh Mẫn. Vậy ừ đúng ừ. Rồi, nếu dạ. Mà đo đát mình chịu chạy. Cái lúc trước á, ổng chịu chạy từng có ngàn kìa hồi đó. Trước á. Hai tuần làm ngàn, 3 ngàn á. Đó, hai tuần làm 3 ngàn thấy chưa mà thấy hết trơn thấy chưa. Chưa có thảy chị bây giờ còn không còn. Bây giờ còn dư không bây giờ còn dư không trả nợ thế thì thảy mới thiếu nợ trả cái đi ca trời ơi ông cứu nội ơi ha ông có thảy đi ra ông có làm cho chết đấy cũng cũng xong đó thấy chưa hai tuần vừa rồi đó thấy không tuần ngàn tư tuần ngàn sáu đó ôi là trời thấy chưa mẫn hai bữa nay ôi là trời làm đó đát có tiền giờ có xe chạy làm thấy dư chứ không có xe chưa wow vậy luôn chứ đó anh chạy xe đạp đâu có bao nhiêu đâu không hồi đợt trước ổng có xe đạp ổng cũng khoe hằng trong cái đây là tiền trả mà 1.000 tuần cũng có cái đó nữa. Là nó chưa có chịu thế cái đó là mình cuối năm trễ đúng rồi cuối năm mới thôi ngày nay thấy không lanh lẹ một chút vậy giờ là mỗi tuần anh giờ anh vậy là phải để dư ra 200 thằng Việt nó đậu cái khu đó ít nhà hàng cái khu ở dưới ít nhà hàng cho nên ít hơn anh Trương đó thằng Việt nó phải mà nó chạy lên cái khu nào mà nhà hàng đông đông á mới nhìn thấy được nhiều mà hình như ông nội đó ông cũng làm biếng ông cũng kiếm đủ ông trả tiền phòng được rồi thằng Việt á nó cũng kiếm đủ nó trả tiền phòng với nó ăn à cố gắng từ từ rồi sao nhưng mà chịu đi làm để nó tự survive nó là cũng tốt rồi đó, ở đây dê kìa hả ủa bữa nay thứ mấy vậy ờ bữa nay thứ ba tưởng đâu ở ngoài gió lạnh ha ở ngoài gió lạnh không ở ngoài đi hả ờ ngồi ngoài đi có nắng một chút ok ngồi ở đây hả nắng quá hả nắng không nắng ở đây là ăn món gì ông Trương á là không có răng à là ăn món gì coi đi á là chơi rồi anh Thành rồi ông ý da cũng chạc lớn lên dạ không cần nhạc mở hình là được
bản quyền đúng rồi, hiểu ý là bản quyền. Cái gì bún mắm hả? Ai ăn bún mắm? Thử ha, thử bún mắm ha. Dạ, là chọn món đi, là đâu? Lâu không rồi, ăn bún mắm hả? Thử bún mắm hả? Thôi gọi cuốn đi. Gọi cuốn hả? Ông Thành với ăn gọi cuốn. Bữa nay ăn gỏi cuốn vào. Đây là ăn gì? Chọn được món chưa? Đã ăn. Cái gì cười? Hỏi mà sao cười? Canh bún. Ăn bún. Canh bún mà. Bún riêu hay bún gì? Canh bún rau muống à? Canh bún hả? Canh bún. Rồi, canh bún có rau muống cho hàng ké. Canh bún có rau muống luộc. Anh Thành có bún sầu nọ. Ngon hả? Vậy mấy hôm nay đi làm về ăn gì anh Thành? Đi làm về ăn gì? Đi đứng với bà chủ á. Ở nhà có người nấu cho ăn luôn. Sướng rồi. Sướng chưa? Sướng chưa? Xâm bổ lượng. Anh Thành đi làm về là ở nhà có người ta, chủ nhà người ta cho ăn. Sướng chưa? Rồi đi đâu tìm? Phải không? Đi đâu về tiền đó, mấy ông này giá là... nữa. Ừ, mấy ông này là thì tính đo, vô tính gia không? Đình của hàng Cali là toàn là được nghèo khổ, người ta giúp đỡ. Nghèo khổ giúp đỡ, ở Phú Phong tới đâu được nơi cho ăn tới đó, đúng không? Đó giờ ông Trương vậy là mướn phòng ở chỗ đó người ta có cho ăn ha, hay tự ăn? Tự ăn. Ông Trương tự ăn rồi sao A Lạch mướn phòng chỗ đó người ta cho ăn hay tự ăn? Ăn bao hết kệ nó mấy chuyện. Hả? À, là chỗ là mướn phòng thì sao? Ai cho ăn? Hả? Hồi mới là lúc gặp ông Trương ở dưới gầm cầu á, vui lắm. Hỏi ông có coi thằng Cali không? Ông thấy là ông biết là thằng là ông thấy rồi chị. Hả? Rồi, order mấy anh order đi. Mấy bún riêu. Bún riêu. Alex. Bún và bún bún à, không phải ai lần nãy là nó bún gì canh bún, canh bún. Bún nhưng mà canh bún cậu nhỏ thôi canh bún cậu nhỏ bún nhỏ đó dạ đúng rồi mà có cái muốn thôi đúng rồi anh gọi anh thành cái gọi cuốn dạ, anh bận là cái bơ cái bún mắm ờ, bún mắm hả ăn thử ha hàng chắc ăn bún riêu nữa chứ ăn gì giờ bún... anh Trương rồi hả kêu rồi hả à, bún riêu luôn là hai bún riêu một trăm bốn mà cộng bún nhỏ luôn nha không có lấy cộng bún đâu cộng bún nhỏ coi như khác á cái cộng bún luộc thôi hai bún riêu một canh bún nhỏ với bún mắm với gỏi cuốn cho anh cái uống gì không rồi uống gì mấy anh cho anh cái xăm bổ lượng rồi mấy anh uống gì có xăm bổ lượng sao có dưới nên nước đã lạnh luôn nha hai xăm bổ lượng hai xăm ăn cho nó mát mà chứ anh dành nước mía rồi cho cái nước mía anh Thành uống gì anh Thành uống gì đây là gì ta xăm bổ lượng ơ chanh dây không biết được thôi chanh dây thôi chanh dây thôi này là gì ta uống nước mía đi xăm bổ lượng xăm bổ lượng đi xăm bổ lượng nha ok rồi coi cái bên đây thì có uống trà đá xăm bổ lượng một tí cầm dậy lò bí uống lò à,
Vậy là bữa nay là anh Trương cũng lần đầu biết ông Mẫn thôi phải không? Ngày chưa gặp lần nào hả? Chưa. Gặp trên phim. Gặp trên phim. Ủa về cũng coi hả? Coi không? Có, cũng có coi. Có coi phải không? Rồi đó, chiếc xe đó là của anh Mẫn cho anh Trương. Cho chạy cảm được. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn. Có gì, có cái gì giúp có, được giúp thôi, em có gì giúp được giúp thôi. Có cái xe làm. Đúng rồi. Thì đó. Thì em chiếc xe em chiếc đó xong thì tại hai bạn em cũng cho em cái chiếc xe này. Em nói thôi rồi chiếc xe này em nói thôi sửa lại để coi ai cần thì cứ cho là em giúp lại là giúp lại người đó vậy thôi. Thì miễn giúp được người nào chịu làm em cứ giúp thôi. Chứ đừng lấy xe đi làm bậy thôi. Như là tháng rồi là trả tiền phòng rồi nữa hè ha. Đầu tháng là trả tiền phòng đúng không? Rồi ông chủ nhà rồi cũng ok phải không? Ok. Chỗ ông ở thoải mái. Vậy hai ông được cửa vậy. Ở đâu? Ông chủ nhà đàn ông. Ở dưới đường gì qua này? Khơi. Một cây đi thẳng xuống đường trên núi. Giống như lối đi riêng vậy. Chỗ đậu xe thì bao la đã. Ở thoải mái. Đâu có nấu ăn gì đâu hả? Anh đâu có nấu gì hả? Cho nấu mà. Anh không nấu. Mua đồ về ăn thôi. Anh làm vậy lương cao hơn mình nữa. Đấy. Làm tầm 7 ngày mà. Ồ, làm tầm 7 ngày luôn hả? Mấy người hãy làm có 5 ngày. Có gọi về gia đình mỗi ngày không? Có, nói chuyện với mấy người. Nói chuyện với gia đình đó thấy không? Bao nhiêu năm rồi ha? Mất liên lạc cũng mười mấy năm nữa hả? Vậy thì năm khổ lắm. Mười mấy năm rồi rốt cuộc cũng tìm lại được gia đình rồi thấy không? Bây giờ tưởng tượng nếu mà cái ngày đó mà Hằng không có xuống gặp để giúp ông bác đó là chắc không có gặp anh Trương là tới bây giờ vẫn còn ở dưới hả ta? Ông nghĩ vẫn còn ở dưới phải không? Đó, ông mới đúng rồi kìa. Nếu mà không gặp Hằng là không đi lên đâu. Ở vậy luôn á. Thích ở vậy á. Mà không. Con nhận hai cũng hay ở dưới đó mười năm mà. Mà ở mười mấy năm mà hai cha con kêu bằng hai cha con luôn á. Từ 2008 tới giờ. Hay. Đó, ngày xưa muộn nữa nè. Đó, mà hả vậy mà ở được luôn á, 20 mấy năm trời. Mà bây giờ đúng là tới đó là hết nghiệp ha. Ừ. Hết nghiệp rồi phải gặp Hằng mà đi xuống giúp ông bác mà ông bác tới giờ ông bác không chịu lên. Cũng như là có duyên. Có duyên. Tại vì biết ông bác sao không? Có ăn này không? Chỉ ăn gỏi cuốn lên nè. Thì gỏi cuốn á. Đại điển. Ông bác á là hả? Ông mà chi tiền là ông không có chịu. Cái này của ai? Sao Bủ Lượng. Đây đó của Sao Bủ Lượng. Là sao? Bên anh Trương. Trương. Đó. Trương. Sao Bủ Lượng à? Tới Sao Bủ Lượng đó. Cho nên ông hổng ngày ông có ghé thăm ông bác không? Không. Ghé, không giống ghé. Giờ đi ngang cái sợ quá. Trời ơi. Thôi đi ngang. Thôi kệ á. Anh bây giờ anh đi ngang cái chỗ đó anh cảm thấy sợ hả? Trời ơi, vậy mười mấy năm nay anh ở dưới đó hả? Anh không sợ. Vậy anh nói anh em mình hiểu cái ý anh nói là đi ngang cái chỗ đó sợ là biết sao. Anh ý anh sợ đây là cũng như là sợ cũng như là thấy đi vô chỗ đó không phải là sợ vô chỗ đó ở mà cũng như là sợ bước vô cái chỗ kia nữa. Đó, cái ý anh là sợ vậy đó. Là trời. Thiệt không bây giờ nói thẳng nên nói thiệt nha, thăm ông bác á thà hẹn ông chỗ nào anh ra ok hai chú bác ngồi ăn uống ok chứ được rồi bây giờ hổm ngày không có thăm ông bác luôn hả? Tại hổm con ổng có xuống nữa nhưng mà giờ cũng không kết quả, ổng không chịu đi lên, tốn tiền ổng là ổng không chịu. Rồi nói thôi tôi cũng nói hết mức rồi bây giờ làm sao ai cho mở phi thì hả? Tại giờ ai đâu mà cho mở phi. Rồi bố hổm con không có xuống nữa, xuống làm sao nữa. Rồi đi tình người ta không? Đó là cái duyên. Con ổng nhờ mình đi xuống giúp ông bác. Nhưng mà gặp ông này. Anh Trương. Dạ anh Trương. Nếu mà đó cái duyên đó là tới với anh Trương. Mà thật sự không gặp Hằng thì lại ở với đó thiệt luôn hả ta? Trời ơi, bởi vì đó. Ổng cũng nói đúng rồi kìa thấy không? Bởi vì đó đôi khi cái công việc của Hằng làm những cái như vui mà mình cảm thấy nó vậy đó anh Mẫn. Mình thấy rõ ràng thật sự nhiều người nếu không gặp Hằng là vẫn ở dưới suối đó. Đúng rồi. Thiệt luôn. Bây giờ nói A Lệch nè, không gặp Hằng giờ là ở đâu ta? Ừ. A Lệch, không gặp chị Hằng giờ là ở đâu? Ở ngoài nào? Ở ngoài hiện. Ở dưới suối. Đó. Em người có bún siêu. Bún siêu. Bên kia đi, bên kia trước anh.
cho nên đó là cái game bún đó. Bún riêu là của Alex á, phải không? Ừ, của Alex và Hằng cũng vậy luôn. Bún nô, canh bún. Canh bún á. Bún riêu, cái này bún riêu là của anh này. Ồ, của anh Trương. Anh Trương. Ồ, là trà gao nè. Còn cái này là còn gì? Còn canh bún là gao bún luộc ha. Canh bún màu cậu nhỏ. Canh bún còn nhỏ. Canh bún còn nhỏ hết, mà rau bún luộc. Dĩa rau. Khác nhau ở chỗ là gao bún luộc. Rồi quá trà gao nè. Anh cho anh Mẫn ăn bún mắm hả? Bún mắm hả? Bún mắm này cũng có bắp chuối nè. Quá trời rau đó. Nè ớt nè, anh Dương ớt không bỏ vô. Đây bún riêu đó, bún riêu nè, mắm nè, bún ruốc. À là chắc nó không có ăn mắm ruốc rồi đó. Nè cho me đi. Không có ăn bún ruốc đâu. Ở nhà mắm nó còn không ăn nè. Giờ me trộn vô với cái này. Trộn vô miếng ớt. Này là gì? Bún mắm à? Bún mắm. Đó, bún mắm. Đó, tươi kìa. Đó, bún riêu hả hả? Rồi, bún, canh bún. Canh bún. Cho rau bún luộc đi con. Canh bún của Alex. Canh bún, Alex. Nè, Alex cũng canh bún. Ê, canh bún hấp dẫn chưa? Đây bún mắm nè. Hai người hai tô là hai tô bún luộc. Còn cái này anh Trương là bún riêu. Vậy thôi nãy kêu canh bún luôn. Bạn có rau. Nè là có ăn rau này thì bỏ rau. Bỏ rau kìa. Đây là gỏi cuốn của anh Thành. Anh Thành ăn thêm không? Hàng sớt qua chút nha. Ok xin cái tô đi. Rồi nước mía của anh kia. Nè bún riêu ai ăn thêm, ai ăn thêm phần sốt cho. Lấy cái tô đi, cho xin cái tô à. Cảm ơn con. Cho thêm cá không rau luộc nữa đi con. Hai cái canh bún mà có một cái rau luộc à. Hai canh bún mà có một cái chén rau luộc à. Hai bún đi. Cái này là canh bún á. Canh bún. Cô kêu canh bún luôn á. Yeah. Cô kêu canh bún luôn á. Thì thôi kệ, cho thêm chén rau luộc nó đi. Anh Trương. Đây là quà mua của hàng từ Việt Nam, em gái của anh Trương gửi qua. Anh Trương ơi, khô mực hả? Khô mực nè, đây là của em nào vậy? Trâm. Ồ, em Trâm, em gái của anh Trương đó, gửi qua cho Hằng nè. Cảm ơn em Trâm nha. Để về chị Hằng gọi, cảm ơn Trâm. Ai qua mà gửi qua có vậy? Người quen. Ồ, người quen qua rồi xong gửi anh đi lấy hả? Dạ, đem tới nhà luôn. Ồ, đem tới nhà luôn. Đem tới nhà luôn mà bữa đó đi làm. Ồ vậy hả? Chè ơi đây gửi cho Hằng khô mực. Lại bữa nào mấy anh em tới nhà nhậu ha. Ừ. Mấy anh em tới nhà nướng khô mực ra nhậu. Cảm ơn chồng. Hồi đó mà nó không có cười nào mà tao được. Gió lạnh đó. Gãy anh đông tao cũng chở ảo. Sao cái tay. Gãy có gãy chưa không? Gãy có gãy, xe có gãy chở chưa? Đụng chạy ngon lắm. Nè bây giờ kìa nè, bây giờ kìa ông Trương nè. Hôm nay có xe rồi có gãy để chở chưa? Chưa, chả là chưa bơ à. Bây giờ xe này chưa có phụ nữ nào lên ngồi đúng không? Nói đi, nói đi, nói có đi, không? Nói đi. Hôm nay có người phụ nữ nào lên xe này ngồi chưa? Chưa. Ok, bữa nào tôi đi giao hàng với ông, bữa tôi ngồi đầu tiên tôi khai trương cho. Thì bữa nào hằng ổng chở hàng đi giao hàng một bữa để hằng coi ổng đi giao hàng sao? Đó. Là để có người phụ nữ đầu tiên ngồi lên xe của ổng nha. Đâu biết được lấy hên sao? Lấy hên. Trời ơi, chuyện đó sao biết. Nó lấy hên. Chưa. Gặp cho lần nào chưa. Lộc thân luôn. Lộc thân vui tính. Đúng không? Chứ ông Thành là có gia đình rồi. Đó, chứ xe ổng chứ ông kỹ lắm ha. Ê, hồi chiều hẹn gặp tôi mấy lau hay là tờ lau thường ngày nó gì? Thường ngày á. Thiệt luôn hả? Ê, mà thiệt tôi gặp ổng lần nào xe cũng bóng giận anh Mẫn. Ông này kỹ thiệt chứ không phải chơi nha. Có nhà. Biết sao không? Tại ông đi làm, ông phải lau cho sạch vậy chứ. Đúng rồi. Đi đo đát đàn hà, hàng ngày. Nhiều khách để ý xe mình nữa sao? Ờ, đúng rồi. Cái thuốc này hơi thật thật. Đó, lúc nào gặp ổng chiếc xe cũng bóng giận, hàng tưởng đâu. Mà xe dơ đâu có. Ừ, người ta đâu có thích. Đúng rồi. Phải, cái đó cái tâm lý. Ừ. Làm gì làm, mà đi làm, mình đi làm mà chiếc xe để làm ăn, chiếc xe lúc nào phải sạch sẽ. Dạ. Ví dụ hàng đi, ví dụ mà anh đi deliver đồ ăn tới cho hàng. Mà giờ ra cái chiếc xe ghê quá. Không có được này kia. Ta cho tiếp nhiều. Dạ đúng rồi.
còn chị mày tới mà chiếc xe bê bối thôi thằng mẹ khỏi cho mày tiếp luôn. Dạ đúng rồi. Vậy là phải nhớ lau xe sạch sạch để tiền tiếp nhiều. À, mà giao đồ ăn này tiền tiếp nhiều người cho cũng sợp lắm phải không? Dạ. Ừ. Đó. Bữa giao có một đồ cái order thôi mà 79 đồng á. Sao vậy? Tôi trả 79 đồng. Cái order lớn á. Ồ, một cái order tại nhiều đồ ăn. Ồ, wow, sướng hả? Mấy chục phần. Rồi. Wow. Giao một chỗ một được bảy mấy đồng sướng rồi, khỏi chạy là. Rồi ok, lạnh rồi, thôi lên xe về. Thôi về đi anh. Chiếc xe này của thằng bạn em cho anh. Đó. Đó, xe thì anh Mẫn là xe bên đó là xe được cho. Xe này thằng bạn em nó hùng lại cho. Rồi mới đưa chiếc này lại cho anh, chứ lẽ là mới đầu là em sửa lại em chạy tiếp. Rồi nó nói thôi nó cho chiếc này, giờ em thấy chiếc này dư em nói để hàng coi ai được cứ đưa lại cho chạy. Mốt mình mua xe khác mình cũng cho người ta cho, cho lại mấy người đó. Nào trong chương trình mà chưa có xe vậy đó thì mình cứ cho truyền lây vậy đó. Mình giúp hàng giúp mình giúp lại người khác vậy thôi hả? Dạ. Chứ không phải là cái gì hết. Giờ mình bán cũng được, mình bán mình cũng có tiền xài cũng hết. Đúng rồi. Thà mình lấy cái đó mình làm đồ này đúng không? Bây giờ giống như mai mốt mà anh Trương làm khá rồi thì mua chiếc xe ngon hơn. Thì bắt đầu mình chuyển cái xe lại cho những anh em nào mà cần để tôi, đi làm. Tôi có bằng chị qua cho tôi. Khi chừng nào anh có bằng nó chị xe. Có bằng trước đi. Khi nào mà A Thành có bằng trước đi. A Thành mà thi đậu bằng viết trước đi hả tính? À lỡ nó lạnh nó vô xe. Trời lạnh rồi. Ok anh Trương, cảm ơn okay, anh. Rồi, bữa nào có gì em gọi uống cà phê ha. Có từng ha. Ok. Cảm ơn nhiều anh Trương. Rồi ok. Rồi ok, ba anh Trương. Rồi bye. Rồi xe lạnh này đó. Lúc này trời lạnh đó mọi người ơi. Lúc này là tháng 10. Là ở Cali thời tiết là bắt đầu xe lạnh rồi. Rồi. Bắt đầu xe lạnh rồi. Thời tiết Cali xe lạnh rồi. Ăn nó bụng nhiều bự. Ăn. Đó, vậy hàng cũng sợ mà bữa tối mà ăn nhiều sợ bụng bự. Tối mình ăn mình không có đi á là bắt đầu bụng bự. Phụ nữ là sợ nhất cái bụng, đàn ông không có sao. Đàn ông thì không có sao. Quần tuột áo vậy đó. Đó. Đồ quần kiểu vậy mà nó bắn được. Mấy quần vậy đó, đưa cái quần xị thế mới chịu. Đó, mặc vậy đó. Đó. Không dám kéo lên mà. Mặc đưa cái đít vậy đó. Alex thì dám mặc kiểu đó không Alex? Thiệt không? Hồi đó giờ Du có mặc kiểu đó lần nào chưa? Ồ. Chọc quá vậy mới vui. Nó không chọc đâu có vui. Quê cũ mà. Bây giờ là tối rồi, lên đèn đó. Cái mò tối lên đèn quay lên thấy đẹp ha. Ngày Tết gì, ngày mùng 1 lễ Lộc là tối bắt đầu ra đường nè. Đèn điện, đèn Noel rồi. Lễ Lộc bắt đầu là đèn đuốc là sáng. Đèn đuốc là sáng chân nè ha. Đường phố, đây, đường phố. Mấy giờ rồi, 7 giờ rồi. Gần 7 giờ rồi. Phố gần 7 giờ tối, đường phố California, chưa 7 thành giờ phố San Jose, giữa lòng thành phố vậy tới đây ha, thấy cái đèn xe đèn đỏ dưới đó, cái dưới đó có một cái hầm, cái hầm, đó một cái hầm dưới đó, trời ơi bao nhiêu là mảnh đời nằm dưới đó, đang quay đang cái chú qua tới cái hầm, thấy không, đang quay giữa lòng thành phố đèn đuốc đẹp đó, tới đó ngay đèn xe đèn đỏ là tới cái hầm. Cái hầm nằm giữa lòng đó xa lắm à. Đó, nghe không? Đó, ở dưới cái hầm đó quý vị, đó thấy không? Cái hầm đó, bắt đầu cái hầm đây nè. Đó. Cái hầm nó lòn ở đường dưới đó. Hồi xưa mấy trăm người ở dưới đây á anh Mẫn. Mà sau đây nó đi hết để giải tỏa. Giờ cái khu này nó giải tỏa rồi. Giải tỏa nhiều vẫn còn. Vẫn còn. Thằng chưa có đi xuống dưới, bữa đó thằng có đứng ở dưới trên cây cầu thằng nhìn xuống dưới đó. Bữa nào đi đông đông mấy anh em kéo xuống dưới đi thử coi. Đi coi thử ở dưới đó thôi. Vẫn còn.
Đó kìa, thấy không? Kìa kìa, thấy không? Thấy chưa? Đó kìa. Alex, hồi xưa Alex có bao giờ đi qua khu này không? Ban đêm cũng có. Có đi bộ tới đây thôi chứ chưa bây giờ xuống dưới. Ờ, dưới đó phức tạp lắm á nha. Nó xuống nó bậy bạ ghê lắm á. Đi đông lắm á, họ đi xuống mà lạ không đúng địa bàn đó hả? Ừ, đúng rồi. Nó phật á. Ừ. Rồi mấy lần có đứng tuốt vô trong đó trên cái cầu nhìn xuống. Vậy á. Ừ. Đó trong đó nó có cái cầu. Chưa đi hả? Ờ, đừng đi. Đừng có đi. Tốt nhất là đừng đi. Tốt nhất là đừng đi. Đó. Nó ở dưới là kêu bằng địa đạo. Nó nằm sâu ở dưới đó đó. Hồi xưa ở mấy trăm người ở dưới đây là đông lắm, giống như cái làng vậy đó. Lúc đó người họ ở đâu? Vậy là sáng cái là anh Mẫn đi rước anh Thành. Ừ. Ừ. Chở tới hãng là sáng đó, chở tới hãng rồi ổng làm gì mình lên hàng cái mình đi. Ừ. Đi tới chiều mới về rước ổng về thôi. Chứ mình đâu có cũng đâu có ở hãng đâu, ổng ở hãng chứ anh mình đâu có ở hãng đâu. Ừ. Đó, anh vô mình vô chừng vô hãng chừng tiếng hồ sao là mình biến mất tiêu nguyên ngày à. Ừ, đi giao hàng. Đi giao hàng xong cái đi giao xong tới khoảng 12 giờ cái mình về về cái là mình lên thêm chuyến nữa đi rao tới nhì. Rồi đi về. San Jose State đó. À hả? Cũng lớn lắm chứ bộ. Dạ, cái sân banh nè. Sân San Jose của đó, có trường học đó. Ừ. San Jose State đó. Dạ. Đánh game, đánh này đánh kia ở đây nè. Nhưng mà đánh mấy cái lớn có năm rồi, đánh chung kết football năm nào đó, đánh ở dưới Waymaker đó. Ừ. Cái sân banh lớn dưới đó. Ừ, Quay này nè. Không phải lo banh nào. Đá banh cũng có nữa. Trời ơi, nhiều người mê football cũng chết sống đó ở đó. Còn phải nói. Nhiều người hả mê football tới chết sống đó. Từng chết qua đó. Sạch nhà, sạch cửa, sạch cái gì cũng football đó. Năm nay trả nợ cho năm ngoái đó. Đừng giỡn đâu nha. Football cũng nhiều người nhảy lầu lắm á. Giờ khu này cũng dọn sạch hết luôn rồi. Ừ. Đuổi đi hết. Nghe nói là nó dọn ở trên bờ trước rồi từ đây hết trong năm nay là nó sẽ dọn luôn mấy con suối gì đó không biết. Mấy cái đường này giờ đi hết rồi dọn sạch hết. Sạch hết rồi nè. Nó đuổi từ từ. Đuổi đi đâu trời. Mấy người nó đuổi. Không, nghe nói là giống như nó bắt lùa vô cái gì? Lùa vô trong một cái xe tờ. Xe tờ. Hoặc là nó xây thêm giống như mấy cái chung cư á. Còn lùa xeo tờ là họ không chịu ở rồi. Không ở ở đâu. Tại vì xeo tờ anh biết không, nó lùa cho đi vô 8 giờ sáng đuổi ra, đuổi vô 3 giờ chiều mới được get lay đi mà vô. Vô rồi không được ra. Ờ, không phải, nó bắt đi ra. Giống như bây giờ đi vô nó cho ngủ thôi. Thì đó, ý mình nói đó, cái xeo tờ là 8 giờ sáng là phải ra hết. Phải ra hết. Rồi xong rồi á là tới 3 giờ chiều hoặc 5 giờ chiều. Sắp hàng đi vô lại. Hàng đi vô, mày tới sớm mày vô. Ừ. Còn không á là không được vô. Thì đó. Mày vô rồi là không có được ra đúng 8 giờ sáng ngày mai nó mới được ra. Ra. À. Cho nên cái vụ mà họ vô đó họ ở đó. Họ không chịu. Không chịu. Người ta nói sáng 8 giờ đi ra người ta ở đâu. Uh-huh. À, cho nên là đi thì cũng đi lang thang ngoài đường tiếp. Ừ. Đã xoay nói thật là nó xuống xuống tụi nó cầm điều cầm chạy nó ở. Thì đó. Nhưng mà chỉ có cách là nó xây gì chung cư á. Ừ. Chung cư là được riêng phòng ở luôn á. Thì tụi nó mới chịu thôi. Hoặc bây giờ nó làm cũng như ở trên Oakland á. Ừ. Nó làm bây giờ á cũng như mấy cái người mà có mấy cái trailer hoặc có xe á. Ừ. Nó làm nguyên một cái khu đó.
nó cho đậu xe, cho xe ở trong đó. Giống như là cho ở trong mấy chiếc RV đó. Nó tại trên đó là nó có một cái khu, nó giờ bắt đầu nó làm vậy, nó cứ làm từ từ nó cho ở đó, nó cho ở giờ cái khu, cái chỗ khu Việt Nam giờ ở, chứ nó không cho cắm liều cắm trại, không cho cắm liều cắm trại nữa. Đúng rồi, nó dẹp cái cắm liều cắm trại, nó không cho. Giờ nó có quyền cái khu đó, ví dụ giờ muốn cái cắm liều cắm trại ok giờ là ở trong cái khu đó thôi. Mà ở mà khu từng khu vực có lại đánh nhau, ở chung một khu hết tập trung đông nó đánh nhau, tập trung thì lại nó còn có cái chuyện rối loạn nữa. Còn tụi nó ở rã rác vậy thì của ai đấy ở. Cũng khổ chỗ đó. Chỉ có mà sao mà chính phủ xây được phòng cho homeless thôi, mà nói chứ càng xây ở đâu mà chứa cho đủ, chứa cho đủ homeless quá trời quá đất. Mà nhiều người không chịu ở mới chết chứ. Không, housing á thì đương nhiên có phòng là ta thích ta ở rồi, ta riêng cái phòng housing mà. Mà cái này lại chính phủ không đủ, không đủ tài chính để không cho, không có đủ tài chính để xây mà để cho đó. Nhiều lắm. Nếu mà chính phủ mà có cho cái chỗ đó ai cũng đi làm không lấy để lấy nhà, để lấy nhà housing ở rồi hả, mới khổ chỗ đó đấy chứ. Giải của những cái thành phố mà không biết làm sao với homeless hết. Trời đất ơi. Thiệt chứ mà không. Không có buổi tối lên đèn. Buổi lên đèn. Buồn hoa vàng. Thung lũng hoa vàng. Thung lũng hoa vàng. Đồ ăn mất, vật chất mất, cái gì cũng mất, cái gì cũng mất. Có cái lương là nó không có mất cả, nó lại rẻ. Lương nó không có mất. Giá leo thang mà. Nhà mất, phòng mất. Mình nói chuyện ở trong ngã nhiều lúc còn năng bó tay mình luôn. Không gặp mình cái tay mình nó thẳng. Đang đứng nói chơi chơi, hắn nói cái gì nó cũng lên hết á, giá cái gì nó cũng mắc á. Mà lương em chơi, em chơi thọt vô cái, có cái lương nó không có mắc á. Đúng rồi. Mấy ông kia ông đứng ông cười. Cái gì cũng giật giá leo ra. Nói cái gì cũng lên giá, cái gì cũng mắc rồi, có cái lòng lương là không có lên. Lòng nó không lên. Dạ. Dạ, thiệt chứ, giật giá ở Cali này sống mà hả, không có việc làm đi homeless thiệt chứ bộ. Thiệt đó chứ bộ. Trời ơi, sao sống nổi, tiền phòng sao mướn nổi. Anh thấy không, 450.000 đồng một cái phòng. Tệ tệ. Đó, mà 550.000 mà hồi đó giờ Hằng có kiếm được đâu, từ lúc mình xuống giờ toàn là 600 không à. 600 không à. Chứ đâu còn là 400, 500 nữa. Rồi bữa cho ông Lưu Đinh ở bên ấy, chỗ chị kia 500 là ở đỡ vậy thôi chứ không có cái toilet. Giờ ông dọn về cái chỗ bây giờ dọn về chỗ mới 400 là tại vì nhà chị này không có, không có cho đậu xe. Thành ra là cho mướn mấy người không có xe. 400. Rồi 400 là người ta cũng cho vậy thôi chứ nếu mướn thẳng không có xe cái phòng đó cũng phải 550. Nhưng mà cho 400 vậy trời. Một hôm cho giặt đồ cho nó ăn luôn. Đó. Nhưng mà ở giờ góp tiền điện nước thêm vậy thôi. Tỉnh táo chưa? Không hả, tỉnh ok rồi. Mấy người hỏi đi nhiều làm. Lắm mà. Mấy người hỏi nhiều lắm mình nói mình không biết. Đi làm rồi, kêu mấy người coi phim đi. Đi làm thì đó, thì mấy người đã coi đã biết rồi. Thì đó thì mưa hổ mấy người đó coi cái hằng đăng lên cái mà mới gặp lại ổng rồi nói ổng có việc làm với chị Xuân gì đó. Đó. Là mấy người mới nhắn tin mới hỏi ủa cái chuyện nó có thiệt không vậy ông Lưu Đinh. Có thiệt mới đăng chứ. Thì đó mình mới mình cũng có nói là khi đó mình cũng có chưa có coi, mình cũng không biết nữa cái lúc mà người ta hỏi mình cũng không biết, mình chưa có coi. Rồi mình có coi rồi mình mới giải thích cho họ biết. Cái, như cái lúc vậy. Mà bữa hổm nóng quá là ổng bị lên cơn, không bị người ta giật dây. Bị người ta giật dây, nhắn tin cho gia đình ổng cái bển lùm lum á. Ủa sao không ai giật dây mình ta? Người ta giật dây ổng. Rồi xong bây giờ ổng tỉnh rồi. Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Tỉnh táo lại rồi đó. Tỉnh táo rồi.
bữa nào nóng rồi ông giật thêm cái nữa. À, tỉnh táo lại rồi đi làm rồi, đi làm ok ngon lành rồi. Hy vọng. Ừ, hy vọng cứ giữ được như vậy hoài. Nói vậy, vậy mà cũng ráng, cũng kiên nhẫn mà rút này kia. Đúng nó, rồi, nó mình không biết vậy chứ. Trời đó, cái đó hằng họ chứ mình đâu có biết đâu, trời. Phải giật họ dậy chứ, để họ chìm luôn sao được. Đã công sức mình đem họ lên mà. Trời đất ơi. Thiệt chứ, thí dụ giờ cái công sức của mình, họ đã nghe lời chịu đi lên bờ, thì mình phải muốn họ có một cái cuộc đời đẹp, kết quả đẹp chứ. Mình đâu có muốn thấy họ phải chìm. Ý họ nói với Hằng công nhận á, Hằng có cái kiên nhẫn, hiểu không? Có cái kiên nhẫn. Vậy mà không buông tay á. Không buông tay, gặp người khác á, ý người ta là người ta buông rồi chứ. Chửi kiểu đó người ta buông rồi. Là người ta buông là khỏi nhìn tới luôn á. Tại những cái chửi đôi khi Hằng không có show cho mọi người xem thôi chứ xem rồi ai cũng kêu Hằng bỏ đi. Nhưng mà Hằng nói là Hằng quyết tâm, Hằng sẽ khi mình muốn rèn luyện một cái người tốt, mình phải chấp nhận những cái gì kệ. Ai cũng nói hết, ai cũng nói sao Hằng công nhận có kiên nhẫn, công nhận của Hằng công nhận ai cũng phục hết á. Thế tránh mình còn phục mà tránh mình nói là mình đạp lâu rồi chứ. Đạp lâu. Không mà tránh gì vậy mới cảm hóa họ được đó anh Mẫn. Còn mình không chịu đựng được họ sao mình cảm hóa họ được. Ai cũng vậy hết á. Nên mấy chị cứ gọi cho Hằng nhiều, chị nói con em họ vậy giờ làm sao. Hằng nói về mấy chị con mấy chị mà. Mấy chị phải gắng cố gắng chịu đựng nó. Rồi có một ngày nào đó thì mấy chị cái nó sẽ động lòng được với nó thôi. Bây giờ làm sao? Chứ mấy chị đuổi nó ra đường thì càng lún sâu rồi. Đó. Đuổi nó đi là thêm một cái lún sâu hơn rồi. Mà đôi khi con họ là chịu không nổi nha. Cho nên á giống như mấy bà nói á, đúng rồi, khi người dân á người nó dân, sợ à, còn giờ mấy chị trong gia đình người nói hoài, người dân nói hoài nói nó nghe còn người nhà nó lại không nghe. Mà Hằng nói Hằng không mấy, nhiều khi ở gần á thì nếu mà Hằng gặp được thì Hằng khuyên nó thôi, chứ còn nếu mà ở mấy tiểu bang khác em chỉ cho chị lời khuyên chứ em không có tới đây em giúp được. Nhiều người ở xa gọi Hằng lắm, nói đây em là ở tiểu bang Cali. Thấy nhiều hoàn cảnh đó, trời ơi khổ. Nói cho một gia đình mà bị con em dướng cho một người vậy, ta khổ lắm chứ. Cảm giác ta khổ lắm. Đi chơi đi chung á, mà có người đàn bà, có người phụ nữ mình ít có hút. Đúng rồi. Cũng hút. Mà mình hút đi ra chỗ khác mình hút mà hút ít. Mà còn mà mình đi làm một mình á, nhất là lái xe đi làm một mình á, hút thì cũng hơi nhiều á.